Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2016 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi. Chương trình tối nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, khu kinh tế Dung Quốc đã thành lập được 20 năm. 20 năm qua, bằng sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực của địa phương, Dung Quốc từ một vùng đất cát trở thành một trong những khu kinh tế thành công nhất cả nước với nhiều dự án có tầm cỡ quốc gia, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội và nguồn thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi và Trung ương. Điển hình như năm 2006, công ty công nghiệp nặng Doosan của Hàn Quốc đã chọn Dung Quốc là điểm dừng chân để hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc chọn vị trí đặt nhà máy tại khu kinh tế Dung Quốc của Doosan là cả một quá trình tính toán hợp lý của một doanh nghiệp FDI. Bởi Dung Quốc có lợi thế so sánh rõ ràng với các địa phương khác ở miền Trung là có cảng biển nước sâu Dung Quốc. Điều này đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa siêu trường siêu trọng của công ty chuyên sản xuất loại hình công nghiệp nặng. Những sản phẩm cơ khí made in Việt Nam từ nhà máy Doosan đã vươn đến 30 quốc gia có nền công nghiệp tiên tiến trên thế giới. Những đóng góp của Doosan không chỉ dừng lại ở giá trị tạo ra mà đã giải quyết một lượng lớn lao động, tiếp cận công nghệ hiện đại và tác phong lao động cũng được nâng lên. Hiện nhà máy giải quyết việc làm cho 2.400 lao động, trong đó 80% là lao động người Quảng Ngãi. Năm nay, Doosan Vina bắt tay với kế hoạch tạo ra các trang thiết bị nhà máy nhiệt điện hạt nhân đa dạng với thương hiệu Made in Việt Nam, xuất đi toàn thế giới, nhất là thị trường Ấn Độ, Trung Đông và Nam Mỹ. Chúng tôi sẽ cố gắng đóng góp vào việc nội địa hóa các sản phẩm nhà máy nhiệt điện hạt nhân và đóng góp vào sự phát triển công nghiệp địa phương. Chúng tôi đang được tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ nhiều công việc xuất nhập khẩu, hỗ trợ nhiều trong việc đảm bảo nguồn nhân lực ưu tú tại địa phương. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.